Màu gì đây? Màu hộp rè. Chứ không phải là màu hồng, cũng không phải màu đỏ, cũng chẳng phải màu cam. Nó lưỡng tính. Cái này thì màu hồng nè. Cái đó là màu hồng đó. Đó, cái này mới thấy rõ nè. Đó, màu hộp gà. Gà bông dữ lắm luôn. Màu hộp gà là không phải màu đỏ, không phải màu cam, cũng không phải màu hồng.